bạn. Không, đừng nói là chào mấy bạn. Mình chào các bạn lịch sự luôn con. Nên đi giới thiệu bộ gì? Bắt xe cảnh sát. Bi thấy bọn cảnh sát không? Dạ con có xe quân đội. Mẹ đố Bi chứ xe cảnh sát á, nếu mà thấy đèn xanh đèn đỏ như thế này thì họ làm gì? Họ được chạy không? Nếu mà đèn đỏ họ chạy được không? Được. Tại sao? Để bắt tên cướp. Đúng rồi, tại xe đó là xe ưu tiên. Thấy không? Đèn đỏ, nếu mà đèn đỏ họ vẫn có thể chạy được. Tại cái đó là đèn của cảnh sát mà. Đúng mà. Nãy bao nhiêu chi tiết rồi Bi? 8 chi tiết đúng không? 8 chia. Rồi đi ráp cho các bạn xem đi, còn mấy chi tiết nữa nè. Giang bồn mini. Giang bồn mini. Đẹp không? Con cầm lên hai tay thử coi nó to không Bi? Ủa tại sao có cái người ở đây vậy mẹ? Tại sao có cái xe cảnh sát có người chứ? Có người chưa đây mẹ. Ừ. Cái bắt hơn. Đúng rồi. Cái giữ tư cốt hơn nào. Ừ. Rồi có tài xế nữa. Bắt tài nữa. Bắt tài có thể là cảnh sát luôn. Dạ. Yeah. Đi cầm lên thử coi nó to không đi. Đi cầm hai tay thử coi to không. Con thấy nặng không? To không? Không, không nặng. Không, mà coi để gần gần cho mày xem nó to không. Mày thích chiếc này không? Thích. Thích. Chào con chiếc. Chào con chiếc. Rồi, tới đây các bạn.